tập 7 Không được sao? Không phải chỉ cần là giống đực của tộc sư, ta đều có thể chọn sao? Thiên hoang cũng thuộc về tộc sư chứ? Thiên hoang ít nhiều cũng khiêm tốn hơn nhiều người. những người thô lỗ khác hơn nữa còn đẹp trai. Cậu ấy tất nhiên thuộc về tộc dược sư chúng ta chỉ là Thiên hoang là sư tử trắng Thuần duy nhất Mấy ngàn năm nay của tộc Dực sư là thần bảo hộ Của chúng ta Nếu cô ấy có bạn phối Thì sẽ không thể làm thần bảo hộ nữa Quý mệt, Hay là cô đổi người khác đi Trừ thiên hoang ra Bộ lạc chúng ta còn rất nhiều Giống được xuất sắc khác Ví dụ như Ta không cần Ta nhìn chúng huynh ấy rồi Ta muốn huynh ấy làm bản phối của ta Người khác đều không được Ha 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 Vận may của ta tốt quá Mau từ chối ta đi Như vậy ta có thể không cần bạn phối một cách hợp tình hợp lý Việc này Thiên hoang đại nhân cậu xem Ta bằng lòng Hả Huynh huynh Nói gì cơ? Ta bằng lòng trở thành bạn phối của làng. Không, sao huynh lại đồng ý chứ? Huynh không nghe trưởng tộc nói sao? Huynh trở thành bạn phối của ta thì không phải thần bảo hộ nữa, vì ta mất địa vị thần bảo hộ không đáng đâu. Đúng thế, Thiên Hoang cậu phải nhìn cho kỹ. Nếu cậu không phải thần bảo hộ, cậu sẽ mất đi rất nhiều tài nguyên trong bộ lạc, cậu cũng sẽ mất đi sự tôn kính của dân tộc. Tộc trưởng, bà yên tâm, ta có thể tự giành được tài nguyên. Còn về sự tôn kính mà bà nói, thiên hoang ta trước nay đều dựa vào thực lực mà được tôn kính, chứ không phải dựa vào cái danh thần bảo hộ. Cậu nghĩ như vậy ta không còn vấn đề gì nữa, ta ủng hộ cậu. Được, sao lại vậy? hình như sự việc diễn biến có gì đó sai sai. Thiên hoàng đại nhân, nếu đã như vậy, cậu mau cùng quỳ mệt đi làm việc, lên làm đi, được. Ôm chặt ta, ôm huynh, huynh, huynh muốn làm gì, không phải huynh muốn làm luôn bây giờ chứ. Đi, A. À. Tuy thế kỷ trước, thường ngồi máy bay, nhưng trải nghiệm bay xuyên qua không trung không có bất kỳ, thiết bị bảo hộ nào đúng là vô cùng khác biệt. Huynh đưa đi ta đâu thế? Nhà của ta. Nhà của Huynh không phải Huynh muốn cùng ta. Á. À, Xoạt. Tập 8. Cộp tới rồi. Lầy, trước khi hạ cánh, cần để khách hàng chuẩn bị xong đã. Huynh đột ngột qua đó. Biết rồi, chúng ta mau đi. Lầy đợi đã. Ta còn có lời muốn nói. Và nhà rồi nói. Đây nhà là nhà của ta, lơi lầy. Ôi, toàn là màu trắng, thơ mộng quá phòng này hợp với huynh thật đó Phù phù Huynh, huynh không sao chứ Lên giường đi À huynh, huynh muốn làm gì Tất nhiên là giao phối với làng Đừng mà Huynh ấy trông trầm trồ Ổn như thế cũng thô bạo như vậy Làng đã chọn ta ta đúng là chọn huynh làm bạn phối nhưng mà vậy còn chờ gì nữa chúng ta bắt đầu đi huynh ừ ừ đúng là vẫn không tránh được lẽ nào đây là số mệnh của ta ừ làng làng khóc sao thiên hoang huynh có thể cho chút thời gian không ta còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng được. Cái gì Huynh đồng ý rồi sao? Nghỉ ngơi đi, ta ra bên ngoài. Cảm ơn. Chuyến xuyên không này mệt thật đấy. Quý quý, mệt xin lỗi. Tập 9 Hôm sau. Ừ Làng dậy rồi sao? Hả? Ta ngủ quên rồi sao? Ta dậy ngay đây. Á. À? quần áo của ta tối qua bị huynh xé rách rồi làm sao đây mặc cái này đi đây là huynh làm sao bộ đồ đẹp quá tặng cho làng huynh vất vả rồi ta phải thay đồ huynh huynh có thể ra ngoài trước không được không ngờ người thú cũng khéo léo như vậy không biết quý mặt có thích bộ đồ đó không? Thiên Hoàng, ta ta ra rồi đây. Huynh, Huynh đừng nhìn ta như thế, ta có hơi sợ. À, xin lỗi. Ha ha, đồ ngốc, làng thích bộ đồ này sao? Thích rất vừa người. Cảm ơn Huynh, Thiên Hoàng. Không chỉ vì bộ đồ này Còn vì tối qua Huynh đã tôn trọng ta Tôn trọng Ta rồi Giống cái ra đi Rồi Giống cái hôm nay nhất định cô phải chọn ta Chọn ta đi xin cô đó Giống cái cô tuyệt đối phải chọn ta Lại nữa Tập 10 làm gì thế? Không phải bây giờ ta có bạn phối rồi sao? Sao họ còn tới nữa? Giống cái, làm bạn phối của ta đi. Giống cái, lần này cô nói gì cũng phải chọn ta. Ta là cao thủ đứng thứ hai chỉ sau thiên hoang. Hả? Ta đã có bạn phối rồi, sao các ngươi còn như vậy thế? Giống cái, thiên hoang chỉ là bạn phối của cô. Đêm qua, hôm nay cô có thể chọn lại. Chọn lại từ đầu. Ủa, ta lại có thêm kiến thức về sự thô tục của đại tục. Người thú rồi. Giống cái, hôm nay cô còn xinh hơn. Chọn ta đi. Đêm nay tới lượt ta rồi. Các ngươi đừng có chén làng. Ta cứ chén đấy. Người có tư cách gì trước mặt ta. Ta cũng muốn chén. Các ngươi đừng tranh nữa sau này ta chẳng chọn ai cả vì dù là ngày mai hay sau này bạn phối của ta chỉ là huynh ấy mà thôi thiên hoang cái gì quý mệt làng thiên hoang lẽ nào huynh không bằng lòng sao không phải huynh ấy vì chuyện tối qua tức giận rồi chứ bằng lòng ta bằng lòng Sao lại như thế, chúng ta không có chút cơ hội nào sao? Không khoa học chút nào sao có thể bằng lòng chỉ chọn một bạn phối chứ? Ta thua rồi, ta thua rồi. Rõ ràng gì? Giống cái này thế mà chỉ chọn một bạn phối đúng là ngang ngạng mà. Thiên Hoang tộc trưởng đại nhân tế tư đại nhân. Thiên Hoang đại nhân đêm qua thế nào? tối qua chúng ta hả tối qua chúng ta rất tốt ta rất hài lòng giống cái rất hài lòng ha ha thiên hoàng đại nhân ngài thật cử ngài đúng là lam thần mạnh nhất bộ tộc chúng ta Lầy, cái mạnh mà người nói hình như có chút không đúng đắn